Hi và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vasque. Như các bạn đã biết thì có một vài những cái tính năng gần đây của iOS 17 khiến cho chúng ta có thể lấy được chữ ở trên ảnh. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài cách để chúng ta có thể thao tác nhanh lấy chữ ngay trên ảnh trong bộ sưu tập nhé. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào, đó chính là bộ sưu tập. Các bạn lưu ý là hiện tại ở trên máy của chúng ta đã lên phiên bản mới nhất, đó chính là phiên bản iOS 17.3 rồi. Và mình sẽ bấm vào phần giới thiệu này. Hiện tại của mình đang là 17.4 beta nhá. Và sau đó thì các bạn có thể bấm vào, đó chính là bộ sưu tập, và tìm giúp mình bất kỳ một cái ảnh nào có chữ chẳng hạn. Ví dụ ở đây chẳng hạn, thì các bạn có thể là kéo thả bấm giữ vào trên cái chữ của các bạn. Sau đó thì kéo giúp mình như này, rất là nhanh chóng và đơn giản. Sau đó các bạn có thể bấm sao chép hoặc là tra cứu hoặc là dịch thuật cũng hoàn toàn ok nhé. Rồi và cũng có một vài những lưu ý giúp mình như này: nếu các bạn không muốn nâng lên phiên bản iOS cao nhất thì các bạn hãy lên phần App Store giúp mình, sau đó thì tìm giúp mình, đó chính là cái ứng dụng Google. Đây cũng là một cách để các bạn có thể sao chép được chữ ở trên ảnh mà không cần phải lên phiên bản mới nhất. Các bạn sẽ bấm vào phần Google và bấm cài đặt giúp mình cái app này. Sau khi mà các bạn đã cài đặt xong thì lưu ý là nó cũng sẽ có một cái phần widgets ở đây, thì các bạn sẽ cần phải vào phần bấm giữ này, sau đó thì các bạn bấm vào phần dấu cộng. Ở đây thì cũng sẽ có một cái mục, đó chính là Google. Các bạn sẽ tìm giúp mình nhé, phần Google như này đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo qua và tìm giúp mình widget này, sau đó thêm tiện ích. Rồi và như vậy là các bạn đã có một cái tính năng hoàn toàn miễn phí mà chúng ta có thể bấm vào phần ống kính giúp mình. Đó, sau đó thì các bạn có thể chọn được cái hình ảnh mà trong máy của các bạn hoặc là hình ảnh chụp ra. Mình sẽ bấm vào phần hình ảnh mình đã chụp trước đó. Rồi, và đây cũng là hoàn toàn các bạn có thể copy được hình ảnh, copy được chữ ở trên cái hình ảnh này một cách hoàn toàn miễn phí và rất là nhanh chóng, phải không nào? Và như vậy là mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể lấy được chữ ở trên ảnh trên bất kỳ dòng máy nào nếu chúng ta có nâng cấp và lên phiên bản iOS mới nhất. Nếu các bạn thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Vasque. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.